đội xuất phát đội LPB Ninh Bình số 7 Nguyễn Thị Hoài My. Với LPB Ninh Bình thì đương nhiên mục tiêu của họ tại giai đoạn 2 này vẫn là những chiến thắng để xây chắc vị trí trong top 4 và có đó đi tiếp vào vòng chung kết. Nhìn chung là lúc này trong số các đội bóng tham dự của giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia năm nay có những câu lạc bộ như là Binh chủng Thông tin Truyền thông Bình Phước hay VTV Bình Long An vẫn luôn giữ được một mạch phong độ rất ổn định. LPB Ninh Bình sẽ phải cạnh tranh với Thanh Hóa hay Hóa chất Đức Gia Lào Cai và cả Vietinbank ở giai đoạn 2. Đây là huấn luyện viên Thái Thanh Tùng của LPB Ninh Bình, người cũng đã giúp cho LPB Ninh Bình có được những chiến thắng tại giai đoạn 1. Sau giai đoạn 1 thì họ đã có 3 trận thắng và 1 trận thua, họ có được 10 điểm. Còn đây là đội hình ra sân của Quảng Ninh. Đội hình ra sân của Quảng Ninh vẫn là những cái tên quen thuộc: Nguyễn Thị Xuân, Như Quỳnh, đây là huấn luyện viên Narachata của Quảng Ninh, người cũng đã áp dụng những yếu tố về mặt chiến thuật cũng như là hướng dẫn các học trò của mình thi đấu tương đối tốt trong quãng thời gian vừa qua. Nhưng ở giai đoạn 2 thì chúng ta sẽ cùng chờ xem là huấn luyện viên người Thái Lan này có thể làm gì để giúp cho các vận động viên bên phía Quảng Ninh chơi ấn tượng hơn. Trận đấu đã bắt đầu. Ngày hôm nay thì LPB Ninh Bình ra sân trong trang phục áo vàng đen. Trong khi đó thì các vận động viên của Quảng Ninh ra sân trong trang phục áo đỏ đen. Đã có tình huống chắn bóng tốt tới từ các vận động viên của LPB Ninh Bình. Điểm số đầu tiên dành cho LPB Ninh Bình. Sự kết hợp đáng chú ý nhất trong ngày hôm nay bên phía LPB Ninh Bình đó là việc Bích Tuyền ngày hôm nay sẽ góp mặt cùng với Đặng Thị Hồng. Đây đều là những tay đập rất chất lượng của bóng chuyền nữ Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Các khán giả của bóng chuyền nữ Việt Nam cũng đang rất chờ đợi việc Đặng Thị Hồng được triệu tập lên đội tuyển quốc gia và qua đó tham gia các trận đấu quốc tế. Cơ hội tấn công dành cho LPB Ninh Bình. Tình huống di chuyển và dứt điểm quá hay. Đó pha ghi điểm của Nguyễn Thị Trinh. Ba xa ở khu vực phía dưới và không thể bọc lót tốt cho các đồng đội. 4-0 dành cho LPB Ninh Bình. Những diễn biến đầu tiên của trận đấu này đang diễn ra theo chiều hướng có lợi dành cho đội Ninh Bình. Pha chắn bóng thành công. Rất nhiều tình huống tấn công của đội Quảng Ninh từ đầu trận đấu đã không thể thực hiện được một cách tốt nhất. Và ngay ở những phút thi đấu đầu tiên này, huấn luyện viên Narachata đã phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Quảng Ninh đang gặp khó khăn ngay ở những phút thi đấu đầu tiên. Và đó là điều mà có lẽ là chúng ta cũng đã dự đoán từ trước. Ở trận đấu này thì Quảng Ninh phải đối mặt với một trong những ứng viên có thể cạnh tranh cho danh hiệu vô địch là LPB Ninh Bình. Nhìn vào chất lượng đội hình của LPB Ninh Bình thì chúng ta cũng thấy rất rõ những cái tên đã và đang xuất hiện trong thành phần của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Đã có điểm số đầu tiên dành cho đội Quảng Ninh sau khi họ xin tạm dừng trận đấu để hội ý, thì ngay lập tức các vận động viên của Quảng Ninh đã tạo ra một tình huống tấn công hay. Người phát bóng sẽ là Như Quỳnh, đội trưởng của Quảng Ninh và cũng là một trong những nhân tố đáng chờ đợi nhất của đội bóng này.
Tình huống tấn công đến ở vị trí của Bích Tuyền. Vẫn là một cú đập bóng rất khôn ngoan của Bích Tuyền. Bước một chưa thực sự quá hay. Và giờ sẽ là tình huống tấn công dành cho đội LP Bank Ninh Bình. Phòng thủ thành công. Cú đập bóng phía sau vạch 3m. Và đó là tình huống dứt điểm ra ngoài của Vi Thị Như Quỳnh. Bây giờ thì Quảng Ninh vẫn đang phải đóng vai là những người bám đuổi. Bích Tuyền phát bóng. Bước một không tốt rồi. Tình huống phát bóng rất hiểm hóc của Bích Tuyền đã khiến cho Như Quỳnh bên phía Quảng Ninh đỡ bước một không hiệu quả. Điểm tiếp theo dành cho LP Bank Ninh Bình. Vẫn là tình huống phát bóng của Bích Tuyền. Đó là phá dứt điểm của Ba Sa, ngoại binh của đội Quảng Ninh tại giai đoạn 2. Chelit Ba Sa là vận động viên người Thổ Nhĩ Kỳ. Ba Sa cùng với Piam Posan là hai vận động viên ngoại binh được đăng ký cho đội Quảng Ninh tại giai đoạn 2 này. Ở giai đoạn 1 thì họ đã đăng ký Jaisen cùng với Sutada Che Quilim. Đó đều là những ngoại binh đến từ Thái Lan được huấn luyện viên Narachata mang về. Trong khi đó với LP Bank Ninh Bình, họ vẫn đăng ký vận động viên ngoại binh quen thuộc, đó chính là Warisara. Không có gì khác cả. Người cũng đã hòa nhập rất nhanh với lối chơi của đội bóng LP Bank Ninh Bình. LP Bank Ninh Bình đang dẫn với điểm số 9-1. Lúc này thì họ đang dẫn với khoảng cách rất sâu. Và vừa rồi đã là điểm dành cho đội Quảng Ninh. Người đã có pha tấn công đó chính là Ba Sa. Tay đập mang áo số 10 được kỳ vọng sẽ tạo ra được sự khác biệt dành cho đội Quảng Ninh tại giai đoạn 2 này của giải bóng chuyền vô địch quốc gia. Thổ Nhĩ Kỳ luôn được biết đến là một trong những điểm đến có thể nói là ấn tượng nhất trên thế giới dành cho các vận động viên nữ chơi môn bóng chuyền. Lúc này thì Thanh Thúy của chúng ta cũng đang thi đấu tại giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ. Điểm tiếp theo dành cho LP Bank Ninh Bình, 14. Người phá bóng cho đội LP Bank Ninh Bình sẽ là Nguyễn Thị Trinh. Phòng thủ tốt. Cơ hội phản công. Vẫn có tình huống chạm bóng tốt. Và đó là pha dứt điểm của Ba Sa, điểm dành cho đội Quảng Ninh 15. Đã là khoảng cách 5 điểm và Quảng Ninh đang tiếp tục là những người phải bám đuổi. Ngày hôm nay cũng sẽ diễn ra trận đấu giữa Hóa chất Đức Giang Lào Cai gặp Binh chủng Thông tin Trường Tư Bình Phước. Trận đấu này sẽ diễn ra ngay sau lễ khai mạc vào lúc 20 giờ. Hóa chất Đức Giang Lào Cai đối đầu với Binh chủng Thông tin Trường Tư Bình Phước cũng là một trong những cặp đấu rất được quan tâm và đáng chú ý. Mười một năm rồi dành cho LP Bank Ninh Bình. Đây là Hoài My. Cơ hội tấn công dành cho đội Quảng Ninh. Điểm dành cho Quảng Ninh.
Đó là tiếng kết thúc của Barca. Gần như là không có cơ hội dành cho các vận động viên bên phía LP Bank Ninh Bình. Bóng đã chạm vào tay chắn của Warisara. Người phá bóng bên phía Quảng Ninh sẽ là Đào Thị Nhung. Lại là tình huống tấn công nữa của Barca, nhưng trọng tài đã xác định bóng không chạm vào tay chắn. Đó là tình huống dứt điểm ra ngoài của Barca. Đây sẽ là tình huống phát bóng của vận động viên người Thái Lan Warisara, người cũng đã cảm thấy rất phù hợp khi gia nhập LP Bank Ninh Bình. Trong đội hình của LP Bank Ninh Bình có vận động viên trẻ nhất, đó chính là Đặng Thị Hồng, người cũng đang mang lại rất nhiều sự thú vị. Trong những năm gần đây thì Đặng Thị Hồng luôn nhận được nhiều sự quan tâm tới từ các khán giả của bóng chuyền Việt Nam. Tình huống tấn công dành cho đội Quảng Ninh. Pha bắt bài khá hay của Đức Tuyền, đội trưởng của LP Bank Ninh Bình, tiếp tục mang lại điểm số ở trong trận đấu đầu tiên này. Điểm đang là 13-7. Lê Thanh Thúy sẽ là người phát bóng. Bóng chạm chắn và sau đó rơi bên phần sân của đội LP Bank Ninh Bình. Thêm một điểm nữa đến với Quảng Ninh. Họ vẫn đang nỗ lực để có thể bám đuổi. Đó là pha đỡ bóng không hiệu quả. 9-3 cho Quảng Ninh. Vẫn sẽ là Vi Thị Như Quỳnh phát bóng. Đối đầu với LP Bank Ninh Bình thì các vận động viên chủ lực của Quảng Ninh như là Vi Thị Như Quỳnh hay Barca sẽ đóng vai trò rất quan trọng. Cú đập quá mạnh mẽ của Bích Tuyền. Với những tình huống như vậy thì rất khó để có thể ngăn cản. 14-9. Barca. Bóng chạm chắn và ra ngoài. Barca vẫn đang cho thấy được sự ấn tượng của mình. Mặc dù đôi chút những tình huống chuyền hai bên phía đội Quảng Ninh chưa thực sự quá đẹp. Pha tấn công của Barca vẫn đang mang lại một chất lượng cao. Đây là Vũ Thị Hoa, vận động viên 33 tuổi của Quảng Ninh. Yếu tố kinh nghiệm sẽ được đặt lên cho đội Quảng Ninh với những vận động viên như là Vũ Thị Hoa. Pha dứt điểm cắm sàn. Bóng trong sân. Đó là điểm dành cho LP Bank Ninh Bình với một tiếng kết thúc nữa của Bích Tuyền. Không có bất kỳ một tay chắn nào lao lên trong tiếng này để có thể ngăn chặn Bích Tuyền. Đó là câu trả lời của đội Quảng Ninh. Đào Thị Nhung là người đã mang lại điểm số 11-15. Chưa phải là một cách biệt quá xa. Đội Quảng Ninh vẫn đang nuôi hy vọng để có thể làm nên một điều bất ngờ. Đây cũng là một trong những vận động viên dày dặn kinh nghiệm nhất bên phía đội Quảng Ninh, vận động viên 38 tuổi Nguyễn Thị Xuân. Ở độ tuổi này nhưng Nguyễn Thị Xuân vẫn cho thấy được sự bền bỉ của mình. Đó là tình huống nỗ lực cứu bóng nhưng không thành công. 12-15 cho đội Quảng Ninh. Tiếng phòng thủ này của Bích Tuyền đã đưa trái bóng đi quá tầm với của đội LP Bank Ninh Bình. Vẫn là Nguyễn Thị Xuân phát bóng.
Được một không tốt, tình phát bóng rất khó chịu của Nguyễn Thị Xuân đã khiến cho libero Kim Liên của FV Vinh Ninh Bình gặp rất nhiều khó khăn. Mới 35 rồi. Có thời điểm ở trong trận đấu này, FV Vinh Ninh Bình dẫn với khoảng cách từ 5 đến 6 điểm, nhưng bây giờ khoảng cách chỉ còn là 2 điểm thôi. Phòng thủ tốt, cơ hội tấn công dành cho đội Quảng Ninh, ba xa. Và đó là điểm dành cho đội Quảng Ninh, 14-15. Quá hay. Quảng Ninh đã bị dẫn với một cách biệt xa, nhưng rồi bây giờ thì họ đã có thể bám đuổi được. Đó là tình huống dứt điểm của ba xa, bóng chạm vào tay chắn và ra ngoài. Và huấn luyện viên Thái Thanh Tùng không còn cách nào khác ngoài việc phải xin tạm dừng trận đấu hội ý. Chuỗi ghi điểm của đội Quảng Ninh vừa rồi là rất ấn tượng. Đây là fan hâm mộ của Guadalajara. Đương nhiên sau những gì đã thể hiện tại giải vô địch quốc gia thì Guadalajara vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của không chỉ khán giả của Thái Lan mà cả khán giả Việt Nam nữa. Trận đấu đã trở lại. Và vừa rồi thì đội FP Bank Ninh Bình đã có điểm số thứ 16. Cơ hội tấn công dành cho Quảng Ninh. Pha đập bóng hụt. Đó là tình huống phối hợp không tốt giữa các vận động viên bên phía Quảng Ninh. Tình huống phối hợp không hiệu quả giữa Minh Nhâm và Đạo Thị Nhung. 17-14. Tình huống bỏ nhỏ của Barca không tốt rồi. Cơ hội tấn công dành cho FP Bank Ninh Bình. Và giờ là Quảng Ninh. Vẫn còn Barca. Rất nhiều pha tấn công từ các cầu thủ của hai đội. Cơ hội dành cho Barca một lần nữa. Và tay đập tới từ Thổ Nhĩ Kỳ đã có điểm số dành cho Quảng Ninh. 15-17. Bóng chạm vào tay chắn của Lê Thanh Thúy và sau đó khiến cho các vận động viên phòng thủ của đội FP Bank Ninh Bình gặp khó. Đây là ngày thi đấu đầu tiên của giai đoạn 2 tại nhà thi đấu Lào Cai và chúng ta sẽ cùng chờ đợi những ngày thi đấu tiếp theo. Và các khán giả cũng sẽ dành thời gian đến sân trực tiếp để theo dõi các vận động viên thi đấu. Và tối nay thì sẽ diễn ra trận đấu cũng rất quan trọng. Đấu giữa Hóa chất Hương Gia Lào Cai và binh chủng thông tin Trường Tư Bình Phước. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngay sau lễ khai mạc. Điểm Quảng Ninh 16-18. Chúng ta cùng xem lại tình huống dứt điểm của Barca. Lần này là pha dứt điểm cũng đã chạm vào tay chắn bên phía đội FP Bank Ninh Bình. 16-18. Với điểm số này thì vẫn chưa nói trước được điều gì cả. Bóng đến vị trí của Bích Tuyền và đó là tình huống mà Bích Tuyền đã dứt điểm không hiệu quả. Đây là tình huống mà đã không qua lưới. Bích Tuyền cũng đã nhắc nhở Đặng Thị Hồng phải có được một pha phòng thủ. Đó là tình huống chuyền không đẹp dành cho Barca. Cầu tấn công dành cho FP Bank Ninh Bình. Là Bích Tuyền. Dồn nhiều cho vị trí của tay đập Bích Tuyền ở trong set đấu đầu tiên.
Tình huống có điểm dành cho đội Quảng Ninh 18-19. Cơ hội tấn công dành cho đội MP Bank Ninh Bình. Bóng đã chạm chắn rồi. Ba xa. Bây giờ là thời cơ đến với MP Bank Ninh Bình. Đặng Thị Hồng. Đó là tình huống tấn công ra ngoài của Đặng Thị Hồng. 19 đều rồi. Cuối cùng sau những nỗ lực của mình thì đội Quảng Ninh cũng đã cân bằng điểm số 19 đều. Các thành viên của ban luyện bên phía MP Bank Ninh Bình cho rằng bóng chạm vào tay chắn. Báo trọng tài sẽ phải theo dõi lại tình huống đó để đưa ra quyết định cuối cùng. Được cầu challenge, như vậy là bóng đã chạm vào tay chắn rồi. Điểm vừa rồi thuộc về MP Bank Ninh Bình. Đặng Thị Hồng đã mang về điểm số rất quan trọng dành cho MP Bank Ninh Bình ở trong set đấu đầu tiên này. Đó là pha phạt bóng ra ngoài. Tiếng phạt bóng không tốt của Thanh Thúy. Và libero Kim Liên đã quay trở lại sân. Mười chín hai mươi vẫn đang là một điểm số rất khó đoán, rất khó đoán. Mọi thứ đã diễn ra khó khăn hơn rất nhiều cho Hoài My ở trong tiếng này. Hoài My đã bị động. Hai mươi đều. Cơ hội dành cho MP Bank Ninh Bình. Đó là pha tấn công rất khó để có thể ngăn cản. Tình huống lao lên dứt điểm của Đặng Thị Hồng. 21-20. Đó là tình huống dứt điểm qua chắn. Đã có lỗi của vận động viên bên phía đội Quảng Ninh. Và giờ sẽ là tình huống tấn công của Quảng Ninh. Ba Sa vẫn chưa phải là một pha chuyền bóng quá đẹp dành cho Ba Sa. Chặt bóng thành công. Vẫn đang là cơ hội dành cho đội Quảng Ninh. Pha dứt điểm phía sau vạch 3m. Điểm dành cho Quảng Ninh. Và đó là tình huống mà Vi Thị Như Quỳnh đã cho thấy được chất lượng trong pha tấn công. Ở phía trên thì chỉ có Nguyễn Thị Trinh là người đã lao lên chặt bóng. Lại thêm một tình huống dứt điểm không qua lưới nữa. Và đây đã là một thời điểm rất quan trọng của trận đấu này. Trong set đấu đầu tiên, Quảng Ninh vươn lên dẫn 22-21. Liệu có bất ngờ hay không? Sự lo lắng đương nhiên là dành cho huấn luyện viên Thái Thanh Tùng. Lúc này thì MP Bank Ninh Bình đã bị dẫn ngược. Pha bỏ bóng rất hiểm hóc. Cơ hội tấn công dành cho đội Quảng Ninh. Đó là tình huống mà bóng đã chạm vào tay chắn ra ngoài. 23-21. Quảng Ninh dẫn 23-21 ở trong set 1. Rất khó đoán. MP Bank Ninh Bình là đội đã vươn lên dẫn với cách biệt rất tốt ở những phút thi đấu đầu tiên. Nhưng bây giờ quãng thời gian cuối của set 1 thì họ lại bị đối phương dẫn ngược. Sau khi có được một nhịp chơi bóng tốt hơn thì đội Quảng Ninh đã liên tiếp tạo ra những tình huống tấn công hay.
Bây giờ sẽ là tình huống phát bóng dành cho đội Quảng Ninh. Đó là pha triển khai không tốt của LP Bank Ninh Bình. Bá xa, bóng đã chạm chắn. Cơ hội tấn công dành cho LP Bank Ninh Bình. Đặng Thi Hồng quá hay với pha dứt điểm vừa rồi. 22-23. Vẫn còn hy vọng để níu kéo lại dành cho LP Bank Ninh Bình. Tình huống phát bóng rất hiểm hóc. Cơ hội tấn công dành cho đội Quảng Ninh. Bà Sa chưa thể thực hiện một cú đánh quá hiệu quả. Bóng lại đến với vị trí của Bà Sa. Đặng Thi Hồng đã phòng thủ tốt. Bích Tuyền. Đó là tình huống kết thúc ra ngoài của Bích Tuyền. 24-22, set point đến với đội Quảng Ninh. Lại một lần nữa thì bán luyện bên phía LP Bank Ninh Bình cho rằng bóng đã chạm vào tay chắn. Họ yêu cầu che lần. Pha đập bóng này của Bích Tuyền cũng là khá mạnh. Và chúng ta cũng sẽ phải chờ đợi hình ảnh rõ nét hơn để xem là bóng có chạm vào tay chắn bên phía đội Quảng Ninh hay không. Tình huống che lần trước đó thì bán luyện bên phía đội LP Bank Ninh Bình đã thành công. Nhưng lần này thì không. Bóng đã không chạm vào tay chắn bên phía đội Quảng Ninh. 24-22. Quảng Ninh thay vận động viên tốt. Nguyễn Thị Xuân sẽ là người phát bóng. Còn Ninh cũng đã thay người. Lê Thị Hồng vào sân để thay cho Minh Nhâm. Đang là set point dành cho đội Quảng Ninh. Liệu họ có tận dụng tình huống này hay không? Vodisara. Bóng đã chạm vào chắn và khiến cho các vận động viên bên phía Quảng Ninh gặp khó khăn. LP Bank Ninh Bình đã cứu được một tình huống để Quảng Ninh có thể kết thúc set đấu này. Bây giờ sẽ là khoảnh khắc rất quan trọng của set đấu đầu tiên. Cơ hội để cho đội Quảng Ninh có thể kết thúc set 1. Và đúng là như vậy, Ba Sa là người đã kết thúc set đấu này. 25-23 dành cho đội Quảng Ninh. Quảng Ninh là những người đã bị dẫn điểm với một khoảng cách tương đối sâu ở những diễn biến đầu tiên của trận đấu. Nhưng sau đó thì họ đã vượt lên. Đấu được diễn ra giữa hai đội Quảng Ninh và LP Bank Ninh Bình. Trong set 1 thì đội Quảng Ninh đã chơi rất ấn tượng để họ có thể vượt qua LP Bank Ninh Bình với điểm 25-23. Và giờ sẽ là những diễn biến của trận đấu tiếp theo, trận đấu thứ hai. Đây là trận đấu mà đương nhiên LP Bank Ninh Bình sẽ phải chơi cẩn trọng hơn. Họ đã có được thời cơ quá tốt khi dẫn với cách biệt tương đối sâu ở quãng thời gian đầu tiên. Nhưng dù sau đó thì Quảng Ninh đã chơi rất ấn tượng để có thể vượt qua đối thủ. Đó là pha kết thúc của Nguyễn Thị Xuân. Bóng ở ngoài sân. 2-0. Quảng Linh chạy lại. Cắt bóng chạm tay. Ban huấn luyện bên phía đội Quảng Ninh đã cho rằng bóng đã chạm vào tay chắn. Họ yêu cầu challenge. Và chúng ta sẽ cùng chờ xem là liệu có điểm trong tình huống vừa rồi. Nguyễn Thị Xuân là người đã kết thúc với một pha đập bóng khá mạnh. Quảng
là tình huống mà bóng đã không chạm vào tay chắn của hai vận động viên lao lên chắn bóng của LP Bank Ninh Bình. Trong set 1 thì đã có thời điểm LP Bank Ninh Bình dẫn 9-2, 14, nhưng rồi họ lại để cho đối thủ vượt qua. Thêm một điểm nữa dành cho LP Bank Ninh Bình, 3-0. Theo thể thức của giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm 2024 thì 4 đội bóng dẫn đầu sẽ vào chơi ở vòng chung kết. Trong khi đó 4 đội bóng xếp cuối sẽ phải thi đấu ở vòng trụ hạng. Sau giai đoạn 1 thì LP Bank Ninh Bình xếp ở vị trí thứ 3. Họ có 3 trận thắng và 1 trận thua. Trong khi đó với Quảng Ninh thì đội này có 1 trận thắng và 3 trận thua. Quảng Ninh xếp ở vị trí thứ 7. Vị trí sẽ khiến cho họ phải đấu tranh rất công liệt để có thể trụ hạng. Ở nội dung của nam mọi thứ cũng sẽ diễn ra tương đối gay cấn. Sanes Khánh Hòa, Biên Phòng, Thể Công, Đà Nẵng, LP Bank Ninh Bình, Hà Nội, La Vi Long An, Hà Tĩnh và Sổ số Kiên Thiết Vĩnh Long là những đội bóng lúc này đang chuẩn bị tranh tài. Vừa rồi là điểm số tiếp theo dành cho LP Bank Ninh Bình, 5-1. Warisara sẽ là người phát bóng. Đó là pha phòng thủ chưa quá chất lượng. Hoài My là người đã không thể có được pha đỡ bóng tốt. Nhưng cú đập của Nguyễn Thị Xuân cũng rất hiểm hóc. Tình huống đập bóng chéo sân. 2-4. Ngày hôm nay chúng ta vẫn chưa thấy huấn luyện viên Thái Thành Tùng tung vào sân Đinh Thị Thúy, là một trong những vận động viên rất nổi bật của LP Bank Ninh Bình. Bên phía ngoài thì LP Bank Ninh Bình còn có Đinh Thị Thúy, Bùi Thị Bích Nga, Lưu Thị Huệ, Dương Thị Yến Nhi cùng với Tôn Thị Minh Thư nữa. Lúc này thì họ đang dẫn với điểm số 6-2 ở trong set đấu thứ hai. Cơ hội tấn công dành cho LP Bank Ninh Bình, Bích Tuyền. Như vậy thì rất khó để có thể ngăn cản Bích Tuyền ghi điểm. 7-2 dành cho LP Bank Ninh Bình. Đó là cơ hội để Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Thị Xuân, chính xác là Nguyễn Thị Xuân có một pha di chuyển cùng với đó dứt điểm rất tốt. Gần như là không có áp lực nào dành cho Nguyễn Thị Xuân. Vận động viên dày dặn kinh nghiệm bên phía Quảng Ninh vẫn đang cho thấy được giá trị của mình. Trong đội hình của Quảng Ninh tham gia giai đoạn 2 của giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm 2024, hai đội viên trẻ nhất của họ là Nguyễn Thị Thiên Lý cùng với Lã Mỹ Hoa, cả hai đều sinh năm 2005. Đó là tình huống mà Bích Tuyền không thể có được pha phòng thủ tốt hơn từ tình huống tấn công của Barca. Năm 7, Quảng Ninh vẫn đang cho thấy được nỗ lực bám đuổi của họ. Một nỗ lực có thể nói rất khó chịu dành cho các vận động viên bên phía LP Bank Ninh Bình. Trọng tài đã xác định có điểm dành cho LP Bank Ninh Bình. Ban luyện bên phía đội Quảng Ninh tiếp tục yêu cầu challenge với tình huống mà bóng có thể đã chạm vào tay chắn. Thank you.
ta cùng xem lại tiếng Anh. Bóng đã chạm vào tay chắn rồi. Bóng đã chạm vào tay chắn bên phía đội FP Bank Ninh Bình. 6, 7. Và ngay sau đó là câu trả lời với một tình huống tấn công nhanh đến từ FP Bank Ninh Bình. Những tình huống tấn công như vậy rất khó để có thể cản phá. Bích Tuyền phát bóng. Bá Sa. Phá dứt điểm quá mạnh của Bá Sa. Đó là tình huống mà Bá Sa đã nhắm tới vị trí của libero Nguyễn Thị Kim Liên. 7-8. Tình huống bỏ nhỏ không thành công của MP Bank Ninh Bình và họ đã phải trả giá 8-8. Đúng là tinh thần thi đấu của đội Quảng Ninh trong trận đấu ngày hôm nay là rất cao. Mặc dù họ bị dẫn điểm liên tiếp, nhưng bây giờ thì Quảng Ninh lại một lần nữa đã gỡ lại 8-8 rồi. Và bên phía FP Bank Ninh Bình họ mới đang là những người có vấn đề về mặt tâm lý. Đặng Thị Hồng sẽ là người phát bóng cho FP Bank Ninh Bình. Và phát bóng không tốt. Tiếng phát bóng vừa rồi đã không qua lưới. 9-9. Bây giờ thì huấn luyện viên Thái Thanh Tùng đã rút Đặng Thị Hồng ra nghỉ. Và người vào sân để thay thế là Yến Nhi. Đó là tiếng phát bóng ra ngoài. Và phát bóng ra ngoài của Đào Thị Nhung. Và đang là những điểm số rất sát sao. Huấn luyện viên Narachata ngày hôm nay cũng đã cho thấy được sự bất ngờ của ông. Tinh thần thi đấu là điều mà chúng ta chứng kiến rất rõ ràng. Việc Quảng Ninh lúc này đang dẫn trước với tỷ số 1-0 trước FP Bank Ninh Bình. Và kết thúc phía sau vạch 3m. Nỗ lực cứu bóng thành công. Nhưng bây giờ sẽ là cơ hội để có thể ghi điểm dành cho Quảng Ninh. Trọng tài đã bắt lỗi chạm lưới của vận động viên bên phía FP Bank Ninh Bình. Rất khó để có thể cứu bóng. Đó là tình huống tấn công ở vị trí của Nguyễn Thị Xuân. Pha chắn bóng hay, cơ hội tấn công dành cho FP Bank Ninh Bình. Bích Tuyền, đó là pha cứu bóng quá tốt và đã khiến cho các vận động viên của FP Bank Ninh Bình không thể phối hợp được hiệu quả với nhau. Bích Tuyền tấn công vào vị trí của Bá Sa. Pha đỡ bóng của Bá Sa vô tình đã khiến cho các vận động viên của FP Bank Ninh Bình rất lung túng. Yến Nhi cùng với Hoài My là những người đã đỡ hụt bóng. Cơ hội tấn công dành cho Quảng Ninh. Đó là tình huống dứt điểm ở ngoài sân.
pha lao lên đập bóng rất mạnh mẽ của Vi Thị Như Quỳnh. Nhưng bóng đã trúng vào người của huấn luyện viên Thái Thanh Tùng ở bên ngoài. 13-11. Pha phạt bóng quá hay. Đó là tình huống phát bóng ghi điểm của Warisara. Các vận động viên bên phía Quảng Ninh đã không thể có được một vị trí tốt cho pha đỡ bước một. Huấn luyện viên Narachata đã yêu cầu hội ý. Hiện tại đang là cách biệt 3 điểm dành cho LP Bank Ninh Bình ở trong trận đấu này. Set đấu thứ hai đang diễn ra theo một kịch bản vẫn như những gì mà chúng ta đã biết ở trong set 1. Đây vẫn là quãng thời gian mà đội LP Bank Ninh Bình có được lợi thế dẫn điểm. Nhưng quan trọng nhất là những tình huống quyết định. Trong khoảng nửa sau của set đấu thì LP Bank Ninh Bình gần như đã bị hụt hơi. Đó là những gì đã diễn ra trong set 1. Vừa rồi là pha chắn bóng rất tốt của các vận động viên bên phía đội Ninh Bình. Ba Sa là người đã dứt điểm không qua được tay chắn. Đó là pha chuyền bóng khá sát lưới, nhưng vừa rồi thì Đặng Thị Hồng là người đã xử lý thành công. 16-11. Vẫn là một cách biệt rất tốt dành cho LP Bank Ninh Bình. Nhưng liệu của trong set đấu này thì họ có mắc sai lầm như những gì đã diễn ra trong set 1 hay không? Cơ hội để có thể tấn công dành cho đội Quảng Ninh. Đập bóng phía sau vạch 3m và lại là Vi Thị Như Quỳnh. Tay đập mang áo số 14 liên tiếp mang lại những phút giây giúp cho các đồng đội có lẽ cảm thấy rất phấn khích. 13-16 dành cho Quảng Ninh. Họ vẫn đang nỗ lực bám đuổi. Câu trả lời của đội Quảng Ninh, tiếng bỏ nhỏ không thành công tới từ Ba Sa. Đặng Thị Hồng quá với cho một pha sơ điểm tốt. Ba Sa vẫn là cơ hội đến đối với đội Quảng Ninh. Chắn bóng thành công. Đặng Thị Hồng vừa phòng thủ ngay, sau đó sẽ là một tình huống sơ điểm. Bóng liên tiếp được dồn vào vị trí của Đặng Thị Hồng và có vẻ như tay đập này đã cảm thấy hụt hơi. Và cuối cùng thì vẫn có điểm dành cho LP Bank Ninh Bình. Người đã kết thúc đó chính là Warisara. Trước đó liên tiếp là những tình huống dồn bóng cho Đặng Thị Hồng dứt điểm. Ở trong tiếng này thì bóng đã chạm vào tay chắn của Đào Thị Nhung và sau đó ra ngoài. 17-13, LP Bank Ninh Bình đang dẫn với khoảng cách 4 điểm. Đó là pha phối hợp tấn công khá hay và hiệu quả của đội Quảng Ninh.
Bóng vừa rồi đã chạm vào tay chắn và sau đó ra ngoài. Vẫn là điểm dành cho LP Bank Ninh Bình. 18-14. Có vẻ như ở set đấu này thì LP Bank Ninh Bình không mắc phải sai lầm như ở trong set 1 nữa. Liên tiếp là những tình huống phòng thủ của đội Ninh Bình. Cơ hội dành cho Barca. Quá hay. Và sự điểm cắm sàn của Barca. Tay đập người Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang mang lại rất nhiều sự hiệu quả trong trận đấu này. Bóng vẫn ở trong sân. Lúc này đang là libero Thanh Diệu xuất hiện chứ không phải Kim Liên bên phía LP Bank Ninh Bình. Cơ hội cho tình huống tấn công của LP Bank Ninh Bình. Bóng chạm chắn và ra ngoài. 19-15. Vẫn đang là những bước đi vô cùng chắc chắn của LP Bank Ninh Bình trong trận đấu thứ hai để họ có thể cân bằng tỷ số 1-1. Đó là pha tấn công quá chất lượng. Và bóng vẫn đến ở vị trí của Vi Thị Như Quỳnh. Như Quỳnh dứt điểm rất khôn ngoan. Pha di chuyển quá hay. 20-16. Đó là tình huống di chuyển và đập bóng của Nguyễn Thị Trinh. Nguyễn Thị Xuân đã không thể phòng thủ được trong tình huống dứt điểm vừa rồi. Bước 1-0 hiệu quả. Và giờ sẽ là cơ hội dành cho LP Bank Ninh Bình. Và kết thúc tuyệt vời của Warisara. Ở phía sau thì Barca là người đã không thể phòng thủ một cách tốt nhất. 21-16. Ở set đấu này thì tương đối khó để sai lầm có thể diễn ra, nhưng trong set 1 của LP Bank Ninh Bình. Bên phía đội Quảng Ninh thì Thiên Lý đã vào sân để thay cho Barca. Huấn luyện viên Rajata muốn Barca có một chút thời gian để nghỉ ngơi để có thể thi đấu set 3 một cách tốt nhất. Thiên Lý cũng là vận động viên trẻ nhất bên phía đội Quảng Ninh. Đây là vận động viên sinh năm 2005. Lê Thị Hồng, người vừa vào sân, sẽ phát bóng. Bích Tuyền. Bóng đã khẽ chạm lưới và sau đó đổi hướng. Rất khó để Quảng Ninh có thể triển khai một pha phòng thủ. Với việc đổi hướng bóng như thế này thì đúng là quá khó dành cho các vận động viên ở phía sau bên phía đội Quảng Ninh. 22-17. LP Bank Ninh Bình đang đến rất gần với việc thắng ở trong set đấu thứ hai. Đó là tình huống 4 chạm. Đội Quảng Ninh đã không có được pha phối hợp tốt với nhau. 23-17 rồi. Và sẽ không còn bất ngờ nào nữa. Có lẽ là như vậy ở trong trận đấu thứ hai. Sự có mặt của Barca tại giải vô địch quốc gia dưới màu áo của Quảng Ninh cũng đã cho thấy được sự thú vị nhất định. Tay đập người Thổ Nhĩ Kỳ
Jelit Askan Basa là vận động viên năm nay đã 37 tuổi. Cô cũng đã từng vô địch giải châu Âu cùng với đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2014. Và cho đến nay thì Basa cũng đã thi đấu rất nhiều đội bóng ở giải vô địch quốc gia trên toàn châu Á. Cô từng thi đấu tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines, Indonesia, Thái Lan. Thực tế thì Basa cũng đã từng thi đấu cho đội Hà Nội vào năm 2019. Vừa rồi thì Quảng Ninh là đội bóng đã có điểm 18-23. Như Quỳnh sẽ là người phát bóng cho đội Quảng Ninh. Huấn luyện viên Narachata định tung Basa quay trở lại sân, nhưng cô chưa thể vào sân ở thời điểm này. Sẽ phải hết điểm số này thì Basa mới có thể quay trở lại sân. Cơ hội tấn công cho LP Bank Ninh Bình. Bích Tuyền rất khó để có thể ngăn cản Bích Tuyền ghi điểm. 24-18. Và như chúng tôi đã dự đoán thì set đấu này rất khó để có thể bất ngờ xảy ra. LP Bank Ninh Bình đã chơi chắc chắn hơn rất nhiều, họ không mắc phải sai lầm ở trong set 1 nữa. Bây giờ là set point dành cho LP Bank Ninh Bình. Pha phạt bóng không qua lưới của Warisara, nhưng vẫn đang là một khoảng cách quá xa. Cơ hội dành cho đội LP Bank Ninh Bình. Hai tình huống kết thúc liên tiếp của Đặng Thị Hồng và Bích Tuyền. Và tấn công hay. Điểm 20-24 dành cho Quảng Ninh. Vẫn đang là cách biệt 4 điểm. Đó là một pha thả bóng rất tốt. Và libero Kim Liên đã không kịp lao lên để có thể cứu thua. Rồi để LP Bank Ninh Bình kết thúc set đấu này. Nhưng đó là tình huống tấn công ra ngoài của Đặng Thị Hồng. Báo luyện bên phía LP Bank Ninh Bình đã cho rằng bóng chạm vào tay chắn. Yêu cầu challenge tới từ huấn luyện viên Thái Thanh Tùng. Như vậy đó không phải là tình huống bóng chạm vào tay chắn rồi. Vẫn chưa phải là điểm số quyết định để giúp cho LP Bank Ninh Bình vượt qua Quảng Ninh ở trong set đấu này. Pha phát bóng quá khó chịu vào vị trí của Kim Liên. 22-24. Cực kỳ khó chịu với những gì đã diễn ra. Bên phía đội Quảng Ninh họ đã liên tiếp khiến cho LP Bank Ninh Bình gặp vấn đề về mặt tâm lý. Một cơ hội như thế này nếu như không thể kết thúc set đấu thứ hai với việc vượt qua đối thủ thì đúng là quá tiếc nuối dành cho LP Bank Ninh Bình. Nhưng đúng là những thời điểm quan trọng thì họ vẫn để cho đối thủ có những điểm số rất quan trọng.
Sẽ là tình huống phát bóng nữa dành cho đội Quảng Ninh. Vẫn là pha phát bóng của Vũ Thị Hoa. Vũ Thị Hoa bước một tốt rồi. Pha dứt điểm của Bích Tuyền đã kết thúc set đấu thứ hai. 25-22 là điểm số cuối cùng của set đấu này. MP Bank Ninh Bình đã vượt qua Quảng Ninh ở trong set đấu thứ hai, một set đấu rất quan trọng đối với họ để có thể cân bằng tỷ số 1 đều. Bây giờ mọi thứ đã quay trở lại vạch xuất phát và chúng ta sẽ cùng chờ đón set đấu thứ ba để xem những diễn biến là như thế nào. Tại giai đoạn 1 thì Gelesimco Thái Bình là đội bóng đã xếp ở trí thứ 8. Họ cũng là một trong những câu lạc bộ cạnh tranh rất gắt gao để có thể trụ hạng tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm nay. Gelesimco Thái Bình cũng sẽ có trận đấu đầu tiên của họ diễn ra vào ngày 8 tháng 11 vào ngày mai. Đó là trận đấu mà họ chạm trán với Vietinbank. Bây giờ chúng ta sẽ cùng trở lại với những diễn biến của set đấu thứ 3. Pha tấn công khá hay. Đó là tình huống mà Vi Thị Như Quỳnh không cần quá nhiều lực để có thể xử lý bóng. Một pha thẻ bóng ở vị trí rất hiểm hóc và khiến cho các vận động viên bên phía MP Bank Ninh Bình không thể phòng thủ tốt. 2-1 dành cho Quảng Ninh. Đó là pha phát bóng ra ngoài. 2-2. Ngay sau khi ghi điểm thì Vi Thị Như Quỳnh đã một pha phát bóng không tốt. Bây giờ người phát bóng sẽ là Bích Tuyền. Đó là tình huống kết thúc của Barca. Vận động viên 37 tuổi đã được cho nghỉ ngơi ở trong những phút cuối của set 2, khi mà huấn luyện viên Narachata cũng đã cảm nhận được Quảng Ninh gặp khó và rất khó khăn để có thể lội ngược dòng. Và Barca sẽ trở lại với set đấu thứ 3 này với một sức khỏe tốt nhất. Tình huống xử lý bóng ra ngoài, 3-3. Vũ Thị Hoa là người phát bóng cho Quảng Ninh. Đó là pha phát bóng quá mạnh và ra ngoài, tình huống phát bóng hỏng thứ hai ở trong trận đấu thứ ba này bên phía đội Quảng Ninh. Lê Thị Yến đã quay trở lại sân. Barca. Trọng tài đã xác định đó là pha dứt điểm ra ngoài của Barca. Điểm thuộc về LP Bank Ninh Bình. Và sau đó là tình huống phát bóng hỏng bên phía LP Bank Ninh Bình. Người đã có pha xử lý không tốt đó chính là Đặng Thị Hồng. Các vận động viên của hai đội đã phát bóng không tốt liên tiếp ở trong set đấu thứ 3 này. Vẫn có thể cứu bóng thành công. Cơ hội dành cho đội Quảng Ninh. Trọng tài đã bắt lỗi vận động viên bên phía đội LP Bank Ninh Bình. Không phải, bắt lỗi vận động viên của Quảng Ninh. Điểm thuộc về LP Bank Ninh Bình, 5-5.
Pha dứt điểm phía sau vạch 3m của Barca. Đó là một pha chuyền bóng tương đối đẹp dành cho Barca. Hoàn toàn qua tay chắn và sau đó dứt điểm xuống góc sân. Barca có liên tiếp những pha dứt điểm quá hay. Tiếng phòng thủ thành công của Barca. Cơ hội triển khai đến với đội Quảng Ninh. Đó là tình huống kết thúc của Guadalajara. Trọng tài xác định bóng đã không chạm vào tay chắn. Điểm dành cho Quảng Ninh. 7-5. Đây là pha dứt điểm dã ra ngoài rồi, nhưng liệu bóng có chạm vào tay chắn hay không? Như vậy là các vận động viên của FP Bank Ninh Bình cũng đã cho rằng bóng không chạm vào tay chắn. Họ không yêu cầu challenge. Cơ hội tấn công tiếp theo đến với đội Quảng Ninh. Barca. Pha bỏ nhỏ quá hay của Barca. 8-5. Ở set đấu này thì Quảng Ninh mới đang là những người vừa lên dẫn điểm. Pha bỏ nhỏ quá chất lượng và Kim Liên ở phía sau đã không thể lao lên để phòng thủ tốt. Huấn luyện viên Thái Thanh Tùng đã xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Lúc này thì với nhiều khán giả yêu mến FP Bank Ninh Bình, họ vẫn đang chờ đợi Đinh Thị Thúy xuất hiện. Và một phần nào đó là Lưu Thị Huệ nữa. Trong trận đấu ngày hôm nay thì ta cũng đã thấy đội Quảng Ninh là những người đang chơi rất ấn tượng. Đang là những phút giây vô cùng khó khăn dành cho LP Bank Ninh Bình ở trong set đấu thứ 3. Đội Quảng Ninh đang là những người chơi ấn tượng hơn. Và dứt điểm của Bích Tuyền đã không thể qua được lưới. 10-5 dành cho Quảng Ninh. Và bây giờ thì huấn luyện viên Thái Thanh Tùng đã bắt đầu lo lắng rồi. Bích Tuyền trong trận đấu này không thể có được những phút giây chơi thăng hoa nhất, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại điều đó chưa diễn ra. Đặng Thị Hồng thì có vẻ như vẫn chưa thể tạo ra những pha bóng đột biến hơn. Dẫu sao với giải vô địch quốc gia rất khác so với các giải đấu trẻ và giải hạng A, nơi mà Đặng Thị Hồng cũng đã tỏ ra vượt trội hơn rất nhiều so với các vận động viên ở đó. Mười một sáu dành cho Quảng Ninh. Quảng Ninh đúng là đã chơi rất thăng hoa trong trận này. Và đó là sự thú vị mà chúng ta cần được chứng kiến ở một giải đấu như giải vô địch quốc gia, đặc biệt là trong giai đoạn 2, giai đoạn quyết định. Đó là pha xử lý khá hay của Barca. Nhưng sau đó thì vận động viên người Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã không thể chống đỡ được pha tấn công tới từ FP Bank Ninh Bình. Đây là các vận động viên của Gelesimco Thái Bình, những người cũng đến theo dõi trận đấu này. Vừa rồi là pha phát bóng ăn điểm dành cho FP Bank Ninh Bình, 8-11.
pha phạt bóng quá hay của Guadalajara. Từ đầu trận đến giờ thì Guadalajara vẫn đang là vận động viên mang lại nhiều pha phát bóng ghi điểm nhất. Cơ hội tấn công dành cho đội Quảng Ninh. Và ở một vị trí như vậy thì Vũ Thị Hòa đã mang về điểm số tiếp theo dành cho Quảng Ninh. Tiếng dứt điểm xuống góc sân. 12-8 dành cho Quảng Ninh. Minh Nhâm sẽ là người phát bóng. Đó là một pha chuyền bóng không đẹp dành cho Đặng Thi Hồng. Bích Tuyền. Hai tình huống dứt điểm liên tiếp của đội LP Bank Ninh Bình. Những pha kết thúc của cả Bích Tuyền và Đặng Thi Hồng. Đó là tình huống kết thúc quá hay của bà xã. Pha đập bóng chéo sân. Đó là pha dứt điểm ở một vị trí mà các vận động viên của LP Bank Ninh Bình đã cho thấy lỗ hổng. Bích Tuyền. Thêm một tình huống ghi điểm nữa của Bích Tuyền. Bóng có lẽ là cũng đã chạm vào tay chắn bên phía vận động viên của Quảng Ninh, sau đó khiến cho các cầu thủ phòng ngự ở phía sau rất vất vả. 10-13. Và phạt bóng tương đối hay. Và giờ sẽ là cơ hội để tiếp tục rút ngắn điểm số trong set đấu thứ 3 này cho LP Bank Ninh Bình. Nguyễn Thị Trinh là người đã có cú đập bóng rất mạnh mẽ. Lần này thì Hoài My đã phối hợp rất chất lượng với các đồng đội. 11-13. Đang chỉ là cách biệt 2 điểm dành cho LP Bank Ninh Bình. Tiếng dứt điểm thứ hai của Đặng Thi Hồng. Và đã có điểm dành cho LP Bank Ninh Bình. Bóng chạm chắn và sau đó ra ngoài. 12-13. Nỗ lực để có thể cân bằng điểm dành cho LP Bank Ninh Bình ở trong set đấu thứ 3 này. Ở ngoài sân thì ta cũng đã thấy các vận động viên tương đối quen thuộc của LP Bank Ninh Bình. Đinh Thị Thúy, Bích Nga, Lưu Thị Huệ. Bây giờ thì huấn luyện viên Narachata đã phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý và nhắc nhở các học trò của mình sau khi họ để cho LP Bank Ninh Bình có được những điểm số liên tiếp rất quan trọng. Ngay sau khi quay trở lại thì đội Quảng Ninh đã tạo ra một pha tấn công tốt với tình huống ghi điểm của Barca. Bóng đã chạm vào tay chắn và sau đó ra ngoài. Ở trận đấu ngày hôm nay bên phía LP Bank Ninh Bình thì huấn luyện viên Thái Thanh Tùng đã liên tục sử dụng hai libero Thanh Diệu cùng với Kim Liên. Đó là pha phát bóng không qua lưới. 13-14. Bây giờ thì Đinh Thị Thúy mới vào sân. Và đó là sự chờ đợi dành cho những ai đã yêu mến LP Bank Ninh Bình. Một trong những vận động viên
rất được quan tâm của bóng chuyền nữ Việt Nam. Bá Sa, tình huống chắn bóng tốt. Cơ hội tiếp theo dành cho đội Quảng Ninh. Đã có một pha nỗ lực phòng thủ nhưng không thành công bên phía đội MP Bank Ninh Bình. Lúc này ở trên sân thì libero Thanh Diệu đang là người bị đau. Thanh Diệu đã va chạm với Đinh Thị Thúy. Và nếu như Thanh Diệu gặp vấn đề thì đương nhiên là Kim Liên sẽ thay thế. Các bác sĩ đang phải vào sân để chăm sóc cho libero bên phía đội LP Bank Ninh Bình. Lúc này thì Quảng Ninh vẫn đang dẫn với điểm 15-13. Đây là những diễn biến của set 3. Pha xử lý hay. Thêm một cơ hội tấn công nữa dành cho MP Bank Ninh Bình. Warisara là người đã có cú đập bóng cắm sàn. Pha dứt điểm chất lượng như vậy thật khó để có thể ngăn cản Warisara ghi điểm. Chỉ có một mình vận động viên của Quảng Ninh lao lên chắn bóng trong tình huống vừa rồi, đó là Vũ Thị Hoa. 14-15. Phòng thủ thành công. Cơ hội dành cho MP Bank Ninh Bình. 15-15. Không thể khác được với tình huống này. Bích Tuyền là người đã có pha đập bóng quá mạnh mẽ. Bóng chạm vào chắn và sau đó khiến cho mọi thứ diễn ra phức tạp dành cho các vận động viên của Quảng Ninh. 15-15 rồi. Bá Sa, tiếng bỏ nhỏ của Bá Sa. Lại là thêm một cú đập bóng phía sau vạch 3m của Bích Tuyền nhưng không thành công. Câu trả lời của Bá Sa. Tay đập người Thổ Nhĩ Kỳ lại một lần nữa lên tiếng. Và đây là nụ cười của huấn luyện viên Narachata. 16-15. Từ thời điểm này thì có lẽ trận đấu sẽ trở nên hay hơn. Bóng đã chạm vào tay chắn và sau đó ra ngoài từ tình huống dứt điểm của Vi Thị Như Quỳnh. Quảng Ninh lại có được 2 điểm cách biệt. 17-15. MP Bank Ninh Bình đã gỡ lại 15-15 nhưng bây giờ hai tình huống liên tiếp họ chơi không tốt. Lê Thị Hồng phát bóng. Đó là tình huống bỏ nhỏ không thành công. Bích Tuyền. Pha đập bóng quá chất lượng của Bích Tuyền. 16-17. Mặc dù đã có một tình huống tương đối lung túng của các vận động viên bên phía Quảng Ninh nhưng họ vẫn có thể ghi điểm. Pha chạy chỗ quá khôn ngoan của Vi Thị Như Quỳnh. Vi Thị Như Quỳnh cùng với Ba Sa đang trở thành những nhân tố chủ lực để giúp cho Quảng Ninh tạo ra vô cùng nhiều tình huống khó khăn dành cho LP Bank Ninh Bình. Và với LP Bank Ninh Bình thì chỉ có phút giây tỏa sáng của Bích Tuyền mới giúp cho họ mang lại những điểm số quan trọng mà thôi. Pha dứt điểm chéo sân của Bích Tuyền.
pha bỏ bóng rất hay. Tình huống xử lý ngay ở bước 2 của Minh Nhâm. Có lẽ đó là tình huống đầu tiên mà Minh Nhâm xử lý như vậy ở trong ngày hôm nay. Bất ngờ quá lớn cho các vận động viên bên phía LP Bank Ninh Bình. 19-17. Đó là pha block quá hay. 20-17 rồi. Vận động viên Thái Thanh Tùng bây giờ đang nhận một sức ép cùng với các học trò mình trong trận đấu này. 20-17. Cách biệt 3 điểm dành cho đội Quảng Ninh. Vũ Thị Hòa cùng với Ba Sa là những người đã lao lên chặn bóng quá hay. Trận đấu đã quay trở lại. Đây là những diễn biến vô cùng quan trọng. Bích Tuyền đã đánh dấu sự trở lại sau khi hội ý của huấn luyện viên Thái Thanh Tùng cho các học trò của mình. Một pha đập bóng quá mạnh mẽ. Minh Nhâm là người đã không thể đón được trái bóng tốt. 18-20. Bá Sa. Cơ hội dành cho Bích Tuyền. Vẫn là Bích Tuyền. 19-20. Bây giờ thì mới là sự thể hiện của Bích Tuyền. Và đó là sự thể hiện vô cùng quan trọng. Đây đã là những diễn biến cuối của set đấu thứ 3. Và tấn công dành cho đội Quảng Ninh bỏ nhỏ. Ba Sa đã bỏ nhỏ. Câu trả lời của LP Bank Ninh Bình, nhưng Đinh Thị Thúy đã không thể có được tình huống dứt điểm tốt. 21-19. Lại thêm một pha block nữa. Vũ Thị Hòa đang mang lại một loạt những tình huống chắn bóng rất hiệu quả. Rất chất lượng với tình huống dứt điểm của Bích Tuyền. 20-21, cách biệt vẫn đang là một điểm. Tình huống quá khó cho Vi Thị Như Quỳnh. Ba Sa với một tình huống chuyển đẹp như vậy thì Ba Sa rất dễ để có thể ăn điểm. 2 với tình huống đập bóng này của Ba Sa. 22-20. LP Bank Ninh Bình vẫn chưa có được những phương án để có thể ngăn chặn Ba Sa. Như vậy là huấn luyện viên Rarachata lại tung Thiên Lý vào sân ở trong quãng thời gian cuối của set đấu. Và sau khi vào sân thì Thiên Lý đã có pha phát bóng không hiệu quả. 21-22. Đó là pha dứt điểm quá mạnh của Vi Thị Như Quỳnh. Tình huống tấn công vừa rồi đã khiến cho các vận động viên bên phía LP Bank Ninh Bình gặp khó. Pha đập bóng đúng vị trí của libero Kim Liên. 23-21, Quảng Ninh đang có cơ hội để có thể kết thúc set đấu này. Và sau đó họ vươn lên dẫn 2-1.
Cơ hội dành cho FP Bank Ninh Bình. Vẫn là cái tên quen thuộc Bích Tuyền. 22-23. Bây giờ thì bóng đã được dồn rất nhiều vào vị trí của Bích Tuyền. Barca. Đó là pha dứt điểm không tốt của Barca. 2-3 đều. 2-3 đều. Vậy là huấn luyện viên Narachata đã phải xin tạm dừng trận đấu. Pha dứt điểm đã không thể qua được tay chắn của Lê Thanh Thúy. Lê Thanh Thúy đã vào sân ở trong một thời điểm rất quan trọng. Bây giờ sẽ là một điểm số vô cùng quan trọng của trận đấu này. Đội nào có điểm sẽ giành được set point. Cơ hội tấn công dành cho đội Quảng Ninh. Đó là pha kết thúc rất hiệu quả của Lê Thị Hồng. Set point đến với đội Quảng Ninh. Bóng đã chạm vào tay chắn của Hoài My. Lê Thị Hồng cũng sẽ là người phát bóng. Warisara. Warisara vừa cứu cho đội FP Bank Ninh Bình thêm một set thua. 24 đều. Bóng đã chạm vào tay chắn của Minh Nhâm và sau đó ra ngoài. Cứu bóng thành công, nhưng giờ sẽ là cơ hội dành cho đội FP Bank Ninh Bình. Chưa phải là một đường chuyền quá đẹp. Barca. Đó là pha dứt điểm phía sau vạch 3m của Barca. 25-24. Bóng đã chạm vào tay chắn và sau đó khiến cho các vận động viên ở phía sau bên phía FP Bank Ninh Bình chỉ có biết cách đứng nhìn thôi. Thêm một cơ hội để có thể kết thúc set đấu này dành cho đội Quảng Ninh. Quảng Ninh đang chơi rất hay trong ngày hôm nay. Và đây sẽ là thời cơ kết thúc set đấu thứ 3 dành cho Quảng Ninh. Nhưng họ lại dứt điểm ra ngoài. Tình huống đập bóng ra ngoài là của Vi Thị Như Quỳnh. Pha chuyển bóng không tốt của đồng đội đã khiến cho Như Quỳnh xử lý hơi với một chút. 25 đều. Cơ hội cho đội Quảng Ninh. Bóng chạm chắn và sau đó ra ngoài. Quảng Ninh chơi quá lì lợm trong ngày hôm nay. Đó là một trong những sự ấn tượng lớn nhất mà Quảng Ninh đã mang lại ở ngay trận đấu đầu tiên của vòng 2. Bóng chạm chắn. 26 đều. Đó là tình huống tấn công của Bích Tuyền. Bóng chạm vào tay chắn và sau đó nảy ra quá xa. Bên Quảng Ninh có Barca và Như Quỳnh. Thì FP Bank mình họ dựa rất nhiều vào những tình huống tấn công tới từ Bích Tuyền. Tình huống cứu bóng. Pha bỏ nhỏ của Barca. Vẫn sẽ là cơ hội dành cho đội Quảng Ninh. Pha bỏ nhỏ nhưng không qua được tay chắn bên phía FP Bank Ninh Bình. Bích Tuyền vừa rồi đã có tình huống xử lý không hiệu quả.
Bích Tuyền đã có ý đồ bỏ nhỏ nhưng không thể qua được đôi tay của Như Quỳnh. Như Quỳnh đã bắt bài. Vẫn là cơ hội để Quảng Ninh có thể kết thúc set đấu này. Pha phạt bóng ra ngoài rồi. Và huấn luyện viên Narachata đã yêu cầu challenge. Bên phía Quảng Ninh họ cho rằng bóng đã ở trong sân. Đó là tình huống cũng tương đối nhạy cảm. Đây là tình huống mà bóng đã chạm vào vạch rồi. Như vậy là chiến thắng ở trong set đấu thứ 3 đến với đội Quảng Ninh. Tình huống challenge rất nhạy cảm của ông Narachata. Đó là pha challenge chính xác tới từ đội Quảng Ninh. Trong khi đó đội bóng xếp ở vị trí 5 sẽ chính thức trụng hạng. Sau giai đoạn 1 thì đội bóng xếp ở vị trí thứ 5 đó chính là Hóa Chất Đức Giang Lào Cai. Ở 4 vị trí cuối là Vietinbank, Quảng Ninh, Gilesimco Thái Bình cùng với Hà Nội. Lúc này đã diễn ra 3 set đấu ở màn so tài giữa MP Bank Ninh Bình và Quảng Ninh. Quảng Ninh đang dẫn với tỷ số 2-1. Đây là trận đấu mà Quảng Ninh đã tạo ra những bất ngờ khá lớn với sự xuất hiện của ngoại binh Basa. Thì họ đang có được một thế trận rất ổn và tạo ra những khó khăn dành cho MP Bank Ninh Bình. Và nếu như Quảng Ninh có được chiến thắng ở trong trận đấu này thì việc họ có được tấm vé trụ hạng là điều cũng không quá khó hiểu. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng theo dõi những diễn biến của set đấu thứ 4. Quảng Ninh là đội bóng đã chơi rất lì lợm. Kể cả set đấu mà họ không thể vượt qua Ninh Bình, MP Bank Ninh Bình đã vượt qua đội Quảng Ninh ở trong set đấu thứ 2 với điểm 25-22. Đó là tình huống ghi điểm của Basa. Và tấn công đến vị trí của Hoài My. Basa đúng là đã mang lại một sự khác biệt rất lớn cho đội Quảng Ninh. Đó là câu trả lời của Bích Tuyền. Hai đều. Nỗ lực cứu bóng nhưng không thành công. Đó là tình huống không hiểu nhau của hai vận động viên bên phía Quảng Ninh. Ở set đấu thứ tư này thì không còn cách nào khác để cho MP Bank Ninh Bình có thể sửa sai nữa. Họ sẽ phải chơi dành ra một sự quyết tâm rất lớn. MP Bank Ninh Bình là đội bóng cũng đã đặt ra mục tiêu đi tiếp vào vòng chung kết. Và đương nhiên để có được mục tiêu đó một cách tốt nhất thì họ sẽ phải giành chiến thắng trong những trận đấu như thế này. Đó là tiếng đập bóng ghi điểm của Bích Tuyền. Cơ hội tấn công dành cho đội MP Bank Ninh Bình. Cứu bóng thành công. Bích Tuyền, pha ngăn chặn thành công cú dứt điểm của Bích Tuyền. Và đó có lẽ là pha ghi điểm của vận động viên chắn bóng bên phía Quảng Ninh. Đó là Đào Thị Nhung.
Lần này thì Bích Tuyền đã không mắc sai sót ở tình huống dứt điểm của mình. Pha đập bóng cắm sàn của Bích Tuyền. Rất nhiều tình huống mà các vận động viên bên phía FB Bank Ninh Bình đã dồn bóng cho Bích Tuyền ở ngay đầu diễn biến của set đấu thứ tư này. FB Bank Ninh Bình đang muốn tạo ra được khoảng cách tốt về mặt điểm số ngay ở đầu của set đấu thứ tư. Chắn bóng thành công. Thêm một điểm nữa dành cho FB Bank Ninh Bình. 6-3. Vẫn là pha phát bóng của Bích Tuyền. Được 1-0 hiệu quả. Đó là tình huống đỡ bóng không tốt của Lê Thị Hồng. 7-3. Và FP Bank Ninh Bình đã có điều họ cần. Đó chính là việc tạo ra khoảng cách điều tốt ở trong set đấu thứ tư. Huấn luyện viên Narachata đã xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Đây đang là những diễn biến mà FP Bank Ninh Bình chơi tốt hơn so với đối thủ của mình. Vẫn là pha phát bóng của Bích Tuyền. Bước 1-0 tốt rồi. Vẫn cứu được Như Quỳnh. Tình huống tấn công liên tiếp của các vận động viên bên phía Quảng Ninh. Đầu tiên là Như Quỳnh và sau đó là Đào Thị Nhung. Rõ ràng là tâm lý thoải mái trong trận này đã giúp cho Quảng Ninh có được một thế trận rất ổn định trước FP Bank Ninh Bình trong 3 set đấu đã qua. Còn set đấu thứ tư này, dù cho họ đã bị dẫn điểm nhưng Quảng Ninh không hề cho thấy được một sự lúng túng nào trong cách chơi của họ. Cũng không loại trừ đây là trận đấu sẽ diễn ra set 5. FP Bank Ninh Bình dĩ nhiên là không muốn thua. Trong khi đó thì Quảng Ninh họ đã chơi rất tốt rồi. Họ đã có được 2 set thắng trước đối thủ. Đó là pha dứt điểm ra ngoài của Vi Thị Như Quỳnh. Điểm tiếp theo cho FP Bank Ninh Bình. Cơ hội tấn công cho đội Quảng Ninh. Chắn bóng tốt. Bá xa. Đó là tình huống phòng thủ thành công của Kim Liên. Bích Tuyền ở tư thế không đủ tốt cho pha dứt điểm mạnh mẽ của Bích Tuyền. Đó là cơ hội dành cho FP Bank Ninh Bình. Pha đập bóng rất mạnh của Warisara. Bóng chạm chắn và sau đó ra ngoài. 14. Cách biệt đúng như những gì mà FP Bank Ninh Bình đã tạo ra ở trong set đấu đầu tiên, set đấu mà họ đã thất bại trước Quảng Ninh. Bây giờ lại một lần nữa thì FP Bank Ninh Bình cho thấy việc họ đang có được cách biệt tốt trước đối thủ. Nhưng liệu đội bóng này có giữ vững được hay không cho đến cuối set thì lại là một câu chuyện rất khác. Đó là pha phòng thủ chưa mang đến sự hiệu quả cao của FP Bank Ninh Bình. Chuyển và dứt điểm khá hay. Cơ hội tấn công tiếp theo đến với FP Bank Ninh Bình. Bóng chạm vào tay chắn và sau đó ra ngoài. Đây là một tình huống mà
Lê Thi Hồng đã đứng ở một vị trí không đủ tốt. Bóng đã đẩy ra phía sau quá nhiều. Được cứu bóng của Bích Tuyền nhưng không thành công. 6-11. Khó cho Bích Tuyền trong tình huống này. Và đang là một cách biệt tương đối tốt dành cho MP Bank Ninh Bình. Tiếng tấn công rất mạnh mẽ của Bích Tuyền. Hai pha phòng thủ rất hay của Lê Thị Yến. Công bằng mà nói thì Lê Thị Yến là một trong những libero có được một chất lượng phòng thủ rất tốt, đặc biệt là trong trận đấu này. Sau khi Bích Tuyền đã đỡ bóng thì không ai lao lên xử lý bước tiếp theo. Vẫn đang là những tình huống phối hợp chưa đủ tốt tới từ MP Bank Ninh Bình trong trận đấu này. Cơ hội tấn công dành cho đội Quảng Ninh. Vi Thị Như Quỳnh. Và đó là câu trả lời của Bích Tuyền. Pha dứt điểm chéo sân. Và Minh Nhâm là người đã không thể có được tình huống đỡ bóng thành công. 12-7. Vẫn đang là cơ hội dành cho đội MP Bank Ninh Bình ở trong set đấu thứ tư, set đấu mà họ buộc phải thắng. Trong khi đó thì theo quan điểm của chúng tôi, với đội Quảng Ninh họ đã đạt được mục tiêu tối thiểu của đống này trước khi trận đấu diễn ra, đó chính là thắng đối thủ 2 set. Việc thắng MP Bank Ninh Bình 2 set cũng không phải là đơn giản cho bất kỳ đội bóng nào. Tiếp tục là tình huống phòng thủ quá hay của Lê Thị Yến. Nhưng pha tấn công này thì không. Bích Tuyền vẫn đang duy trì một phong độ rất khủng khiếp ở set đấu thứ tư. Gần như là những pha tấn công đến từ vị trí của Bích Tuyền đều có điểm dành cho MP Bank Ninh Bình. Bao xa. Thêm một tình huống tấn công nữa dành cho đội Quảng Ninh. Lần lượt là những pha tấn công ở vị trí của Ba Sa và cả Vi Thị Như Quỳnh. 9-13. Vẫn đang là những phút giây mà đội Quảng Ninh cho thấy được sự lì lợm. Thêm một điểm nữa dành cho MP Bank Ninh Bình. MP Bank Ninh Bình đang tỏ ra rất chất chiêu cơ hội và họ dồn gần như là bóng toàn bộ cho Bích Tuyền ở trong trận đấu này. Cơ hội tấn công dành cho MP Bank Ninh Bình. Lại có điểm dành cho đội Ninh Bình. 15-9. Cách biệt lên tới 6 điểm rồi. Và không loại trừ khả năng là chúng ta sẽ được tiếp tục theo dõi set đấu thứ 5. Ở set đấu này thì Bích Tuyền đang trở thành điểm sáng quá lớn. Và vừa rồi tới lượt Đinh Thị Thúy đã lên tiếng ở một tình huống tấn công hay. 17-9 dành cho MP Bank Ninh Bình.
Đó là pha bóng mà trọng tài đã xác định bóng ở trong sân. Trọng tài đã xác định bóng ở trong sân. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại tình huống này một lần nữa. Đây là một pha xử lý bóng rơi ở một vị trí tương đối nhạy cảm và trọng tài đã đưa ra quyết định, đó chính là điểm thuộc về Quảng Ninh. Điểm chính xác bây giờ đang là 10-16. Bóng đã chạm vào tay chắn của Bích Tuyền và sau đó ra ngoài, 11-16. Đang là khoảng cách 5 điểm. Ở trận đấu thứ tư thì chúng ta vẫn chưa thấy được một điểm nhấn quá rõ nét của Guarisara. Khi mà bóng đã được dồn nhiều vào vị trí của Bích Tuyền thì các vận động viên khác cũng sẽ nỗ lực để làm điều đó một cách tốt nhất để giúp cho Bích Tuyền ghi điểm. Và MP Bank thì mình đang có được những lợi thế từ những tình huống như thế này. Vừa rồi thì Bích Tuyền đã tấn công vào vị trí của Barca. 17-11. Đập bóng phía sau vạch 3m và đó là câu trả lời của Vi Thị Như Quỳnh. Pha di chuyển và sau đó kết thúc rất hay. Nguyễn Thị Trinh là người đã mang về điểm số tiếp theo dành cho MPBank Ninh Bình. Rất chậm và chắc, MPBank Ninh Bình đang dần tiến tới một lợi thế lớn hơn và qua đó đưa trận đấu này vào set 5. Đó là tình huống tấn công của Barca. Gần như là không có áp lực nào cho Barca trong tình huống đó. Bóng lại được dồn cho Bích Tuyền, dứt điểm phía sau vạch 3m nhưng đây là tình huống tấn công không hiệu quả của Bích Tuyền. Dứt điểm quá mạnh và đã ra ngoài. Đổi người tấn công và ngay sau đó là điểm dành cho MP Bank Ninh Bình. Việc dồn quá nhiều bóng cho Bích Tuyền cũng không phải là một liệu pháp tốt. Bích Tuyền cũng đã thấm mệt ở trong một số thời điểm và vừa rồi là pha tấn công khác của Nguyễn Thị Trinh. Barca vào nhỏ không thành công và giờ là tình huống tấn công dành cho đội MP Bank Ninh Bình. Guarisara đã dứt điểm và sau đó là tình huống xử lý của Lê Thanh Thúy. 19-14 dành cho MP Bank Ninh Bình. Ở thời điểm này thì vẫn đang là lợi thế quá lớn dành cho đội MP Bank Ninh Bình và với Quảng Ninh thì họ sẽ phải rất nỗ lực để có thể vượt lên. Để giành chiến thắng chung cuộc trước MP Bank Ninh Bình thì Quảng Ninh cũng sẽ phải dành một sự quyết tâm rất lớn. Người phát bóng bên phía MP Bank Ninh Bình sẽ là Nguyễn Thị Trinh. Dứt điểm phía sau vạch 3m. Và đó là tình huống một lần nữa Bích Tuyền lại đưa bóng ra ngoài.
Như chúng tôi đã nói thì dồn quá nhiều bóng cho Bích Tuyền cũng không phải là một phương án hay. Gần như là mọi đường bóng ở trong set đấu thứ tư này thì người dứt điểm về phía LP Bank Ninh Bình vẫn là Bích Tuyền. Cơ hội tấn công đến với đội LP Bank Ninh Bình qua đi Sara. Vẫn là Bích Tuyền. Pha tấn công nhanh nhưng không thành công. Quảng Ninh có cơ hội ba xa. Pha chắn bóng tốt của các vận động viên bên phía LP Bank Ninh Bình và đó là tình huống có điểm dành cho 20-15. Bóng đã rơi ở trong sân và điểm dành cho đội Ninh Bình 20-15 rồi. Họ đang tiến đến rất gần với việc đưa trận đấu này đến với set 5. Và lại là một pha block nữa. Cũng giống như LP Bank Ninh Bình thì Quảng Ninh cũng đã dồn quá nhiều bóng cho Barca. Barca cũng đã chờ đợi để có thể lao lên dứt điểm trong pha bóng này nhưng không thành công. Lần này thì Vi Thị Như Quỳnh đã mang về điểm số dành cho Quảng Ninh 16-21. Có vẻ như với Vi Thị Như Quỳnh bên phía Quảng Ninh ngày hôm nay đang cho thấy được sự hiệu quả gần như là tối đa. Đội trưởng của Quảng Ninh ở trong trận đấu này đã đóng góp vào lối chơi chung của toàn đội rất nhiều. Còn với đội trưởng của LP Bank Ninh Bình thì Bích Tuyền cũng đã ít nhiều mang lại những điểm số quan trọng dành cho đội này. Nhưng đây là một thời điểm mà hai đội trưởng của mỗi đội cần phải phát huy hết khả năng của họ. Vì Thị Như Quỳnh tiếp tục mang về điểm số tiếp theo. Vẫn là pha bóng hướng đến vị trí của Bích Tuyền. Và Bích Tuyền thì vẫn dứt điểm ra ngoài. Dồn quá nhiều bóng cho Bích Tuyền. 18-22. Vũ Thị Hòa đã rời sân và sau đó người vào sân là Thiên Lý. Sự thay đổi người rất quen thuộc của huấn luyện viên Narachata. Đó là pha dứt điểm của Đinh Thị Thúy. Cơ hội tiếp theo dành cho đội Quảng Ninh. Ba xa. Tình huống bỏ nhỏ thành công của Ba xa. 19-22. Liệu rằng có bất ngờ nào xảy ra ở trong set đấu thứ tư này hay không? Và ngay sau đó thì huấn luyện viên Thái Thạch Tùng đã phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Đây là trận đấu mà rõ ràng là đội LP Bank Ninh Bình đã có rất nhiều cơ hội để có thể kết thúc các trận đấu mà họ dẫn điểm. Nhưng rồi cuối cùng thì họ đã để cho Quảng Ninh lật ngược thế cờ. Và trận đấu thứ tư này thì cũng không còn nhiều cơ hội. Đây là trận đấu mà nếu như LP Bank Ninh Bình thua, mọi thứ sẽ chấm dứt. Bây giờ đang là cách biệt 3 điểm dành cho đội LP Bank Ninh Bình. Và sẽ là tình huống phát bóng tiếp theo đến từ vị trí của Thiên Lý. Pha xử lý quá hay. Và vừa rồi thì Bích Tuyền đã mang về một điểm số rất quan trọng dành cho LP Bank Ninh Bình. Không cần thiết phải là một pha đập bóng
quá mạnh mẽ. Và vừa rồi thì Bích Tuyền đã xử lý nhẹ nhàng. 23-19 dành cho FP Bank Ninh Bình. Ba Sa không có sai lầm ở tình huống dứt điểm này của Ba Sa. 20-23. Bóng chạm vào tay chắn của Đinh Thị Thúy sau đó ra ngoài. Cơ hội cho FP Bank Ninh Bình vẫn là Bích Tuyền. Set point. Và trận đấu này sẽ bước vào set 5. Quý vị và các bạn khán giả thân mến, chúng ta đang quay trở lại với những ảnh tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Lào Cai để theo dõi những diễn biến trong set đấu thứ 5. Trận đấu được diễn ra giữa hai đội Quảng Ninh và FP Bank Ninh Bình. Giai đoạn 2 của giải bóng chuyền vô địch quốc gia sẽ khởi tranh từ ngày hôm nay. Và rõ ràng trong trận đấu đầu tiên này, chúng ta cũng đã được chứng kiến hai đội Quảng Ninh cùng với FP Bank Ninh Bình chơi rất kịch tính và khốc liệt. Tỷ số đã là 2 đều. Và bây giờ sẽ là những diễn biến trong set đấu thứ 5, set đấu quyết định. Minh Nhâm sẽ là người phát bóng cho đội Quảng Ninh. Và đó là pha ghi điểm của Bích Tuyền. Bích Tuyền là một trong những tay đập chơi tốt nhất của giải vô địch quốc gia. Và trong ngày hôm nay, đặc biệt là ở set đấu thứ 4 thì Bích Tuyền liên tục ghi điểm. Bóng được dồn vào vị trí của vận động viên mang số 10 bên phía FP Bank Ninh Bình rất nhiều. Câu trả lời của đội Quảng Ninh và vừa rồi là pha kết thúc không qua được tay chắn. 2-0 dành cho FP Bank Ninh Bình. Tiếng block rất tốt của Nguyễn Thị Trinh. Thêm một cơ hội nữa để cho đội Quảng Ninh có được điểm số đầu tiên trong set đấu thứ 5. Và đó là Ba Sa, không thể ai khác. Với sự góp mặt của Ba Sa, tay đập người Thổ Nhĩ Kỳ đã mang lại một sự khác biệt tương đối lớn cho những tình huống tấn công của Quảng Ninh. Và đây sẽ phải là một sự dè chừng của các đội bóng khác. Ở giai đoạn 2 thì Quảng Ninh cũng đã mang lại một tinh thần thi đấu rất chất lượng. Vừa rồi là tình huống mà Bích Tuyền đã có pha đập bóng không tốt. Tình huống dứt điểm không qua lưới của Bích Tuyền. Hai đều. Vẫn là Bích Tuyền. Bóng chạm vào tay chắn và sau đó ra ngoài. Ba điểm liên tiếp của FP Bank Ninh Bình ở trong set đấu thứ 5 đều đến ở vị trí của Bích Tuyền. Ba Sa chưa phải là một pha chuyền bóng quá đẹp cho Ba Sa. Cơ hội tiếp theo đến với đội Quảng Ninh, Vi Thị Như Quỳnh. Rất hay nỗ lực xử lý của Hoài My. 4-2 cho FP Bank Ninh Bình. Từng điểm số ở trong set đấu thứ 5 này đều quan trọng. Huấn luyện viên Narachata đang yêu cầu các học trò của mình cần phải bình tĩnh hơn. Bích Tuyền phát bóng. Cơ hội đến với đội Quảng Ninh một lần nữa. Bóng đã chạm vào tay chắn và sau đó ra ngoài. Và trong tình huống này thì Guadisara cũng đã nỗ lực cứu bóng cho đội FP Bank Ninh Bình nhưng không thành công. Xử lý không tốt ở bước 1. 3 điểm đến với đội Quảng Ninh, 4 đều. Ừ.
Huấn luyện viên Thái Thanh Tùng đã yêu cầu phải challenge trong tiếng này. Có lẽ ông đã cho rằng vận động viên của Quảng Ninh chạm lưới. Ta sẽ cùng xem lại tiếng này. Như vậy đã có tình huống chạm lưới rồi. Huấn luyện viên Thái Thanh Tùng cũng đã rất nhanh quan sát kỹ lưỡng. Điểm thuộc về LP Bank Ninh Bình. Đó là điểm dành cho LP Bank Ninh Bình và bây giờ thì họ vẫn đang có được cơ hội để có thể dẫn trước Quảng Ninh. Bóng chạm chắn và ra ngoài, ngay lập tức là câu trả lời của Barca. 4-5. Hai vận động viên của LP Bank Ninh Bình đã lao lên chặn bóng nhưng không thành công. Guadisara, và kết thúc không tốt của Guadisara. Và đó là tình huống dứt điểm của Vi Thị Như Quỳnh, 5 đều. Lại là một pha kết thúc phía sau vạch 3m của Như Quỳnh. Khó cho libero Kim Liên trong tiếng này. Đó là câu trả lời ở một tình huống dứt điểm phía sau vạch 3m của Bích Tuyền. Bóng chạm chắn và ra ngoài. Điểm 6-5 cho LP Bank Ninh Bình. Rất căng thẳng ở trong set đấu cuối cùng. Và vừa rồi không phải là Barca, cũng không phải là Vi Thị Như Quỳnh, mà đó là Lê Thị Hồng. Rất hiểm hóc ở trong tiếng này. Lê Thị Hồng đã đập bóng vào vị trí của Đinh Thị Thúy. 6 đều. Vẫn là cơ hội đến với đội Quảng Ninh. Bích Tuyền. Tình huống phòng thủ của Barca, nhưng đó là tình huống mà Bích Tuyền đã đập bóng quá mạnh. 7-6. Rất khó cho Barca. Và phát bóng ra ngoài, 7 đều. Người đã phát bóng ra ngoài đó chính là Hoài My. Vũ Thị Hòa đã quay trở lại sân. Bích Tuyền. Pha chuyền bóng đẹp của Hoài My dành cho Bích Tuyền. Hai đội đang tỏ ra rất cân bằng trong ngày hôm nay. Đến với set đấu số 5 này thì vẫn chưa có đội nào có được lợi thế quá tốt. Và giờ thì LP Bank Ninh Bình cùng với Quảng Ninh sẽ đổi sân. Và đó sẽ là những diễn biến còn lại trong ngày hôm nay ở trận đấu được diễn ra giữa Quảng Ninh và LP Bank Ninh Bình. Guadisara là người vẫn phát bóng. Barca. Tình huống bật nhảy của Barca và sau đó là pha dứt điểm rất hiểm hóc của tay đập người Thổ Nhĩ Kỳ. Bóng đã găm ở phần sân bên phía LP Bank Ninh Bình. Pha ghi điểm rõ ràng của Barca. 8 đều. Bích Tuyền.
Chặn bóng thành công. Lại thêm một cú block nữa từ tình huống mà các vận động viên bên phía Quảng Ninh đã chờ đợi sẵn. Bích Tuyền dứt điểm. Vi Thị Như Quỳnh không thể xa lạ gì Bích Tuyền nữa, và cô cùng với các đồng đội của mình đã có liên tiếp những pha block tốt. 9-8 dành cho Quảng Ninh. Đó là pha kết thúc của Đinh Thị Thúy. Ở những thời điểm như thế này, ngoài Bích Tuyền ra thì LP Bank thì mình cũng cần những sự tỏa sáng khác tới từ Thanh Thúy hay Đinh Thị Thúy. Điểm 9 đều rồi. Rất khó để có thể đoán được đội nào sẽ giành chiến thắng cuối cùng. Cơ hội để vươn lên. Hai tình huống dứt điểm liên tiếp. 19 dành cho LP Bank Ninh Bình. Người đã ghi điểm đó chính là Nguyễn Thị Trinh. Trong đội hình của LP Bank Ninh Bình, dẫu sao họ vẫn đang sở hữu những phụ công và chủ công rất xuất sắc của bóng chuyền nữ Việt Nam. Có lẽ là trong những phút thi đấu còn lại thì LP Bank Ninh Bình sẽ vẫn dựa nhiều vào những khoảnh khắc dứt điểm của Bích Tuyền. Trong khi đó với Quảng Ninh thì họ sẽ rất khó đoán khi mà Như Quỳnh cùng với Ba Sa đều là những người có thể có được những pha kết thúc tốt. Cơ hội tấn công dành cho đội Quảng Ninh, đúng là như vậy. Ngoài Ba Sa thì vẫn còn Như Quỳnh. Như Quỳnh ngày hôm nay chơi quá hay. Bích Tuyền. Bóng chạm vào tay chắn và ra ngoài. Bích Tuyền đã dứt điểm rất khôn ngoan. Mười một mười dành cho LP Bank Ninh Bình. Rất căng thẳng ở những diễn biến cuối này. Ba Sa không có được đà lao lên để dứt điểm tốt, nhưng Ba Sa vẫn có thể mang về một khoảnh khắc đặc biệt. Đúng là sự khác biệt. Ba Sa đã chơi quá hay trong tình huống này khi kết thúc ở một vị trí đầy nhạy cảm bên phía LP Bank Ninh Bình. Lại là một sự thay đổi nữa rất quen thuộc của huấn luyện viên Narachata. Thiên Lý lại vào sân ở một thời điểm cuối của trận đấu. Bích Tuyền dứt điểm ra ngoài. Các vận động viên bên phía LP Bank Ninh Bình cho rằng bóng đã chạm vào tay chắn và có lẽ sẽ challenge. Chúng ta sẽ cùng chờ xem liệu đó là điểm dành cho Quảng Ninh hay LP Bank Ninh Bình. Theo quan sát trong tình huống này thì bóng có lẽ là không chạm vào tay chắn. Và chúng ta sẽ cùng chờ xem tình huống quả chậm rõ nét hơn. Bóng không chạm vào tay chắn, đúng là như vậy. 12-11 dành cho Quảng Ninh. Một tình huống rất phí phạm pha tấn công của LP Bank Ninh Bình. Thiên Lý vẫn sẽ là người phát bóng. Bóng thủ thành công và giờ sẽ là tình huống tấn công dành cho Quảng Ninh. Ba Sa bỏ nhỏ không tốt. Bích Tuyền. Thêm một tình huống block và tấn công của Bích Tuyền. Bỏ nhỏ thành công. 12 đều.
12 đều cho LP Bank Ninh Bình. Pha bỏ nhỏ của Nguyễn Thị Trinh. Hoài My cùng với Nguyễn Thị Trinh đã phối hợp với nhau rất hiệu quả. Đinh Thị Thúy sẽ là người phát bóng. Cơ hội tấn công dành cho Quảng Ninh. Chuyền bóng không tốt dành cho Barca. Và sau đó là câu trả lời của LP Bank Ninh Bình rất hiệu quả, 13-12. Pha chuyền bóng trước đó dành cho Barca đã khiến cho tay đập người Thổ Nhĩ Kỳ không thể có cơ hội tấn công một cách trọn vẹn. Guadisara là người đã ghi điểm trong tiếng này. Ngày hôm nay thì bên phía Quảng Ninh, huấn luyện viên Narachata không sử dụng Piam Pongsan bất kỳ một phút nào. Và phát bóng của Đinh Thị Thúy. Cầu tấn công dành cho Quảng Ninh. Phòng thủ thành công rồi. Pha chuyền bóng không tốt cho Guadisara. Barca. Cơ hội dành cho LP Bank Ninh Bình. Mespoy đã có thời cơ để đội Quảng Ninh có thể kết thúc tình huống đó và cân bằng điểm số, nhưng họ đã bỏ lỡ. Guadisara đã có pha dứt điểm quá hay. Bóng xoáy ra góc sân. Mespoy. Vẫn là Đinh Thị Thúy phát bóng. Rồi đến với Quảng Ninh. Tình huống dứt điểm của Barca. Và giờ sẽ là cơ hội kết thúc trận đấu này. Barca. Đó là tình huống mà Guadisara đã dứt điểm không tốt. Tình huống block đến từ các vận động viên bên phía Quảng Ninh, và đó là pha block tốt của Barca. Barca cùng với Guadisara. 13-14, LP Bank Ninh Bình vẫn còn một cơ hội nữa trong tình huống tấn công này. Guadisara. Như vậy là điểm số đã thuộc về Quảng Ninh. Mười bốn đều. Có vẻ như bóng đã không chạm vào tay chắn. Đúng là như vậy, bóng không chạm vào tay chắn bên phía đội Quảng Ninh. Đó là pha dứt điểm ra ngoài của Guadisara. Hai cơ hội để Guadisara có thể kết thúc trận đấu này dành cho LP Bank Ninh Bình. Đó liên tục là tình huống mà vận động viên người Thái Lan đã bỏ lỡ. 14 đều. Tưởng chừng như đó đã là một cơ hội rất tốt để LP Bank Ninh Bình có thể khép lại trận đấu ngày hôm nay. Nhưng họ đã bỏ lỡ hai khoảnh khắc rất quan trọng. Đó đáng ra phải là một tình huống mà bóng được truyền cho vị trí của Bích Tuyền, người luôn có thể kết thúc những tình huống trong trận một cách rất hiệu quả. Bây giờ thì cơ hội lại được chia đều. Barca. Cú tấn công dành cho LP Bank Ninh Bình. Bóng chạm chắn. Xử lý an toàn thôi. Và chạy chỗ dứt điểm khá hay, nhưng vẫn chưa có điểm dành cho đội LP Bank Ninh Bình. Guadisara. Thời cơ cho đội Quảng Ninh. Và đó là điểm dành cho Quảng Ninh. 15-14. Mespoy bây giờ lại đến với Quảng Ninh. Mespoy bất ngờ đến với Quảng Ninh. Tiếng tấn công của Vi Thị Như Quỳnh. Và lại một lần nữa thì huấn luyện viên Thái Thanh Tùng đã phải xin tạm dừng trận đấu.
Đó là khoảnh khắc phát bóng ra ngoài. Barca đã phát bóng ra ngoài trong tiếng này. Có vẻ như bóng ở ngoài rồi. Bán luyện bên phía Quảng Ninh yêu cầu challenge, nhưng cũng rất khó để họ có thể có điểm. Bóng ở ngoài rất rõ ràng. Barca đã rất tiếc nuối ở trong tình huống vừa rồi. Đó là cơ hội quá tốt để Quảng Ninh có thể giành chiến thắng chung cuộc trong em này. Cơ hội lại được chia đều. Barca. Tình huống dứt điểm ra ngoài của Barca. Barca đã vướng mắc một chút về tâm lý sau khi cô phát bóng ra ngoài trong tình huống trước đó. Và vừa rồi cú đập bóng tiếp theo của Barca vẫn là không tốt. Cơ hội dành cho MP Bank Ninh Bình. Mespoy tiếp theo đến với MP Bank Ninh Bình. Chặn bóng thành công. Cơ hội cho MP Bank Ninh Bình để họ có thể kết thúc trận đấu này. Đúng là như vậy. Warisara có thể đã bỏ lỡ hai match point cho MP Bank Ninh Bình, nhưng chung cuộc thì họ vẫn có thể vượt qua Quảng Ninh. Ở một thời điểm quan trọng nhất thì Barca đã có những pha xử lý không tốt, nhưng ngược lại Warisara cho thấy được giá trị của mình. MP Bank Ninh Bình với huấn luyện viên Thái Thanh Tùng đã vượt qua Quảng Ninh một cách rất vất vả trong ngày hôm nay.